Minh Hóa là huyện miền núi nằm về phía tây bắc tỉnh Quảng Bình. Thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này trùng điệp núi đồi, cùng những thung lũng nằm nẹp mình dưới những sải núi đá cuồn cuộn hùng vĩ. Dưới những bản làng yên bình với vẻ đẹp huyền bí như cổ tích, cư dân dân tộc Kinh, Chất và Bru Văn Kiều sống quần tù đoàn kết bên nhau. Bên trong những nếp nhà sàn hay nơi những bản làng nằm nghiêng nghiêng bên các sườn đồi, vẫn còn đó bao giá trị văn hóa độc đáo riêng có được người dân Minh Hóa gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ nếp sinh hoạt, trang phục đến những giá trị văn hóa dân gian được bảo tồn qua thời gian đã làm nên một kho tàng văn hóa các tộc người nơi đây thêm điểm màu huyền bí và hấp dẫn. Ngược dòng thời gian, Minh Hóa xưa vốn là vùng đất kiên trung, anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiến tranh đi qua, những địa danh như Ngầm Rinh, Khe Ve, Cổng Trời, Cha Lo, Đèo Mù Già mãi mãi là chiến tích trong lịch sử chiến đấu của quân và dân ta. Đến hôm nay, những địa danh lịch sử ấy trở thành điểm đến, điểm dừng chân thú vị cho khách phương xa, gợi nhắc đến những câu chuyện lịch sử đầy bi hùng nhưng rất đỗi tự hào. Cùng một bề dày lịch sử truyền thống, Minh Hóa mang trong mình những giá trị văn hóa tâm linh hàng trăm năm tuổi. Hội rằm tháng 3 Minh Hóa là lễ hội có quy mô lớn, được tổ chức hàng năm với nhiều nét truyền thống mang đậm bản sắc quê hương và đã trở thành tập quán sinh hoạt cộng đồng của người dân miền Sơn Cước. Đến nay, hội rằm tháng 3 Minh Hóa hội tụ cả 3 yếu tố gồm phần lễ, phần hội và chợ rằm đã được công nhận là lễ hội văn hóa truyền thống cấp tỉnh. Phía sau những bãi bồi nương ngô, bên trong những nếp nhà gỗ mộc mạc giản dị này là cả một không gian văn hóa ẩm thực mà ít nơi nào có được trên mảnh đất Quảng Bình. Xưa những món ăn dân dã này là bữa ăn chính của người nguồn, nuôi sống họ qua những ngày đói khổ, thì nay món ốc bồi trở thành đặc sản. Người nguồn Minh Hóa đã gửi gắm trong từng món ăn bao triết lý nhân sinh, bao nghĩa tình nồng đượm. Vậy nên, đến Minh Hóa, một lần thưởng thức những món ốc bồi do chính những con người mến khách này tự tay chế biến, sẽ thấy trong đó cả những ngọt bùi của tình đất, tình người. Trước đây là hồ ngâm ngô 2-3 ngày, xong rồi cho nó bắt đầu ngô mềm rồi họ đâm rồi họ dân 2-3 lần rồi cho khí mô tan hết cái hồ ngô này. Và kết hợp với ngô nữa là có bột sắn ạ. Sắn họ lấy củ sắn họ mai ra, họ làm những nhân nguyện họ nuôi hạt rồn hai thứ với nhau, rồi bác cũng bỏ lên rồi họ hôn. Còn muốn nấu ốc là nấu để mà cho được cho hẳn ngon thì chúng ta phải ngâm ốc 1-2 đêm. Kỹ thuật với ốc thì chúng ta bỏ một ít bôi vô ngâm cùng với ốc để cho giả tất cả các chất nhơn để sàn cả trong con ốc ra. Trong kho tàng văn hóa đặc sắc của người Minh Hóa là cả một hệ thống các làn điệu dân ca mang đậm bản sắc, thể hiện lẽ sống, đạo đức, tình cảm trong sáng, thủy chung của con người nơi đây. Độc đáo nhất vẫn là điệu hò thổ cả cất lên từ trong chính đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân. Đây được xem là làn điệu dân ca đặc trưng của người nguồn và có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách. Hò thổ cả ra đời bắt nguồn từ lao động thổ cả tập thể bằng rễ cây tèn, phản ánh một hoạt động khá phổ biến, tuy hết sức nặng nhọc nhưng cũng vô cùng thú vị để có được cái ăn của người nguồn xa xưa. Mỗi câu hò cất lên tựa hồ như mảnh đất này đang mở lòng mến khách để rồi níu lấy niềm thương, nỗi nhớ của bạn bè muôn phương. Đúng là lời hát giao duyên của các chàng trai cô gái nguồn. Vĩ cũng là một điều đúng có dòng điệu uyển chuyển, là những câu ca dao trữ tình tha thiết mặn nồng. Hát đúng vĩ diễn ra ở nhiều nơi, có thể vào những đêm trăng sáng, những lúc nhàn rỗi, hoặc ngay cả khi lên nương làm rẫy hay bên bờ suối. Chàng trai cô gái gửi gắm nỗi lòng của mình vào câu hát, khi đợi chờ, khi nhớ nhung, khi trách móc dần hờn. Một thời gian dài, những làn điệu dân ca ngọt ngào như vậy dường như chỉ còn là của địa danh trong tâm thức của người đi trước. Nhưng hôm nay, mạch nguồn văn hóa ấy vẫn được gìn giữ và nối dòng, hứa hẹn sẽ là sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn riêng có của mảnh đất này.
Các bạn ở phương xa đến Minh Hóa thì ai cũng biết đến cái làn điệu hò thổ cá, bởi vì đây là một cái làn điệu mà nó được sản sinh ra, nó được diễn ra trong quá trình lao động sản xuất và nó gắn liền với cái đời sống của người dân Minh Hóa, cho nên là ai cũng thích hát và ai cũng biết hát và xác định được là cái tầm quan trọng và đặc biệt là ý thức được cái vấn đề bảo tồn cái văn hóa của quê hương mình, của những cái tộc người trên cái đất Minh Hóa thì họ đang cố gắng giữ gìn, phát huy và làm đẹp hơn để cho cái văn hóa của quê hương mình. Tạo hóa ưu ái cho mảnh đất này một hệ thống hang động, khe suối, những hồ nước mang vẻ đẹp hoang sơ. Những khe suối khởi nguồn từ những dãy núi đá vôi rồi uốn lượn qua những bản làng yên bình. Bên trong những hang động kỳ vĩ như tủ làn tổ mộ là cả một thế giới còn nhiều bí ẩn và hấp dẫn cần những bước chân tìm tòi khám phá. Với những cảnh quan và địa danh sẵn có, trong tương lai, Minh Hóa sẽ là điểm đến lý tưởng về du lịch văn hóa, sinh thái và hang động. Giá trị văn hóa của cái mảnh đất này, của những con người trên đất này thì họ đã lao động, đã cải tạo, thiên nhiên và xã hội để sáng tạo ra nhiều cái giá trị, những cái giá trị vật thể và phi vật thể của mỗi tộc người để lại cái đất này đang còn nguyên đó và đang còn để lại đó, và hiện nay họ vẫn giữ gìn và phát huy trong cuộc sống đổi mới hiện nay. Cùng với cái đời sống lao động sản xuất thì nhân dân Minh Hóa đã sáng tạo ra là các cái câu hò điều vị mà nó ăn sâu vào lòng người. Tuy nhiên thì theo thời gian thì có sự mai một, và hiện nay huyện đang chỉ đạo giao cho hội di sản là hình thành các cái câu lạc bộ khuyến khích giới trẻ tham gia để sưu tầm, tái tạo, gìn giữ và là sáng tạo để cho cái cả cái câu hò điều vị ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của quần chúng nhân dân cũng như là phục vụ cho cái du lịch trong tương lai. Nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây cùng với cửa khẩu quốc tế Cha Lo Nà Phào là đầu mối và là tuyến giao thông quan trọng để huyện miền núi Minh Hóa hội nhập và phát triển. Đây là điều kiện thuận lợi để mảnh đất này đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế giữa địa phương với các vùng kinh tế trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Phát huy thế mạnh đó, trong những năm qua, Minh Hóa đã từng bước thay da đổi thịt, mang trong mình nguồn sức sống mới, sinh lực mới. Cùng với bề dày văn hóa đầm sâu, nét đẹp của đất và người nơi chốn gặp gỡ của đất trời này sẽ là lời mời gọi để cùng đến và yêu thêm mảnh đất này.